Xong đó thì bạn thực tập đó lại đi theo với bạn nhân viên cứng ra mở một cái tiệm gần tiệm của mình để cạnh tranh trực tiếp. Thì các bạn thấy đó, tức là không phải chỉ mỗi tiền là nhân viên sẽ ở lại với các bạn. Nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai sẽ có thằng khác làm thay bạn. Bạn đã từng gặp những vấn đề như là không tuyển được nhân viên này, khi tuyển được nhân viên rồi lại thì nhân viên lại không nghe lời mình này, nhân viên làm sai ý mình này, rồi làm thì không được mà lại đòi tăng lương này. Rất là nhiều cái vấn đề, rất nhiều câu hỏi mà hàng ngày rất nhiều anh chị inbox và hỏi mình cái cách làm sao mà mình tuyển được nhiều nhân viên và cách làm sao mà mình giữ được nhiều nhân viên. Thì trong video ngày hôm nay thì Thành sẽ chia sẻ hết cho anh chị. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Thành Nhật Hà. Giới thiệu cho bạn nào lần đầu tiên đến với video của Thành Nhật Hà thì mình tên là Thành, hiện tại đang kinh doanh trong lĩnh vực y dược và cụ thể là phòng khám và nhà thuốc. Ngoài ra mình cũng đang hỗ trợ setup marketing cho các phòng khám của các bác sĩ khác. Thì hầu hết khi mà chúng ta tuyển dụng, chúng ta có phải là mong muốn là sẽ tuyển được nhân viên cứng này, nhân viên có kỹ năng này, rồi thì nhân viên trung thực với nhân viên thật thà các kiểu, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta mới xem xét những cái yếu tố đó, nếu ok thì chúng ta mới tuyển dụng, đúng nào. Và nếu cái điều kiện của chúng ta là nhân viên đó phải vừa có kỹ năng, vừa có chuyên môn cao, thì nó sẽ có ba cái trường hợp như này. Trường hợp thứ nhất là rất ít, đúng không ạ? Thứ hai là nếu mà có kỹ năng, có chuyên môn là rất là cứng đầu và khó đào tạo. Rồi còn trường hợp thứ ba là những người mà có kỹ năng bán hàng này, rồi có chuyên môn luôn này, thì những người này đa phần đang làm chủ rồi. Vì vậy cái cách mà Thành tuyển dụng nhân sự á, là Thành không có tuyển những cái người mà kinh nghiệm lâu năm bán buôn các kiểu, rồi kiến thức kỹ năng mà phải cứng. Thành không tuyển những cái người đó, mà Thành tuyển những người mà chuyên môn là ở mức vừa phải thôi, mà kỹ năng có thể là yếu một xíu cũng được. Về thì mình sẽ là tích cực mình đào tạo cho họ. Thì nói đoạn này sẽ có nhiều bạn bảo là sao không tuyển luôn nhân viên cứng để cho về nó làm việc cho nó nhanh, chứ giờ tuyển nhân viên mà yếu thì về mình lại không biết đào tạo nữa, thì bây giờ bao giờ mới đạt được doanh thu, bao giờ mới tăng doanh số lên được nhà thuốc, đúng không ạ? Nhưng mà sự thật các bạn ạ, mình đã từng trải qua như này. Mình đã tuyển rất nhiều nhân viên cứng và sau đó thì họ cũng ra đi. Và lúc đó thì mình không hiểu lý do tại vì sao cả. Mình cứ nghĩ là do chế độ lương thưởng của mình chưa ok, thì mình đã tăng hơn so với mặt bằng chung rồi, nhưng mà họ vẫn không trở lại. Thậm chí có một trường hợp như này này, tức là mình hồi đầu mình nghĩ là tuyển một bạn cứng về để bán cho mình, sau đó thì mình sẽ tuyển một bạn gọi là thực tập phụ thêm thôi, bán cùng với cái bạn cứng đó. Thì được mấy tháng ấy, sau đó thì bạn thực tập đó lại đi theo với bạn nhân viên cứng ra mở một cái tiệm gần tiệm của mình để cạnh tranh trực tiếp. Thì các bạn thấy đó, tức là không phải chỉ mỗi tiền là nhân viên sẽ ở lại với các bạn, mà nó có nhiều cái yếu tố để cho nhân viên ở lại và tin tưởng các bạn, đồng hành cùng các bạn. Thì sau nhiều năm mình làm việc mà mình đúc kết lại được những cái lý do như là tại vì sao nhân viên lại không nghe lời mình này, nhân viên lại làm trái ý mình này, rồi nhân viên lại luôn đòi hỏi cái này cái kia này. Nếu bạn vẫn còn đang gặp những nhân viên như vậy, những trường hợp như vậy, thì người đầu tiên phải xem lại đó chính là bản thân bạn. Bạn phải xem lại bạn đang có kỹ năng của một người quản lý hay là một kỹ năng của một người làm chủ. Kỹ năng của người làm chủ thì khác với kỹ năng của một người quản lý. Người quản lý chỉ biết giao việc, chỉ biết thúc đít người ta làm, chỉ biết hối thúc người ta làm, rồi chỉ biết giám sát hàng ngày, soi mói cái lỗi sai sót của người ta, mà không chỉ được cho họ cái lỗi sai đó như nào, rồi dạy cho họ được cái khắc phục cái lỗi sai đó như nào. Còn người chủ khác hẳn các bạn. Cái người mà có kỹ năng làm chủ thì họ sẽ có khả năng đào tạo được, làm việc cùng được với nhân viên, rồi họ có khả năng dẫn dắt được nhân viên lên một tầm khác. Nếu nhân viên có hoài bão, có tham vọng lớn thì người chủ sẽ sẵn sàng dìu dắt họ lên. Và còn một cái điểm khác nữa, đó là người mà có kỹ năng làm chủ thì luôn tạo được cái động lực, truyền được lửa cho nhân viên hành động một cách mạnh mẽ. Với rất là nhiều năm trải qua nhiều cái công việc khác nhau, từ làm thuê đến làm chủ, thì mình phát hiện ra rằng nhân viên chỉ ở lại lâu với chúng ta khi thỏa mãn bốn điều này. Và bốn cái điều sau bạn cũng có thể dùng để đăng tin tuyển dụng luôn, thì nó sẽ giúp các bạn thu hút nhân sự rất là tốt luôn. Điều thứ nhất mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là tiền lương. Đầu tiên là cứ tiền đã. Thì nói mà nhân viên đến với ta không phải vì tiền cũng không đúng, nhưng mà mức tiền như thế nào thì là mức mà vừa nhân viên cũng thấy hợp lý mà mình cũng thấy hợp lý. Thì cái mức lương mà khi chúng ta tuyển dụng, khi chúng ta đăng tin tuyển dụng, thì chúng ta phải xem xét là ở cái khu vực chúng ta đang mở cửa hàng, mặt bằng chung nó đang là mức giá bao nhiêu. Nếu ở nông thôn thì mức giá ở nông thôn, còn nếu ở thành thị thì là phải là mức giá ở thành thị, tức là không có được quá thấp mà cũng không có được quá cao. Rồi cái điều thứ hai, ngoài lương ra, nhân viên cũng muốn có những cái thu nhập khác, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tạo điều kiện cho họ những cái chính sách như là bán những cái sản phẩm gì đó thì sẽ được là phần trăm hồng,
thì làm kinh doanh mà bán hàng thì phải có phần trăm hoa hồng thì nó mới kích thích được. Và trong cái điều thứ hai này nó lại có một cái phần thêm như này này, phần trăm hoa hồng cho việc làm thêm việc gì đó chẳng hạn, hoặc là thưởng thêm một phần nhỏ nào đó cho việc mà nhân viên của mình làm thêm phụ mình cái việc gì đó chẳng hạn. Ví dụ như mình chẳng hạn, nhân viên của mình đang phụ mình đóng hàng online đúng không, thì mình cũng vẫn phải trả một cái đầu lương thưởng trên cho họ về cái việc mà họ làm như vậy. Rồi đến cả cái việc kiểm hàng tồn, mình cũng phải cho họ một cái đầu lương đó. À, cái việc kiểm hàng tồn này rất là quan trọng nha các bạn. Nếu mà các bạn cứ chờ xem lại đi, lâu giờ có phải là tiệm của mình đang bán để hàng cận đát không, thì bây giờ mình trả thà mình cho nó ít để cho nó kiểm hàng giúp mình, nó có trách nhiệm, nó kiểm hàng chuẩn cho mình, chứ không bây giờ là để hàng hết đát thì mình lại mất tiền nhiều hơn cái việc mà thuê nó kiểm hàng cho mình. Rồi chưa kể là hàng hóa các kiểu nó thất lạc này, rồi nó hết các kiểu này, mình cũng không có nắm hết được, thà trả một ít tiền mà xong được việc nhé. Và các bạn có một cái lưu ý như này này, khi mà mình giao một công việc gì đó cho nhân viên, nếu mà cái công việc đó mà nó tốn thời gian, nó yêu cầu gọi chung là phải khó khăn hơn, phải trả hoa hồng cho họ hoặc là trả thêm thưởng cho họ, chứ không có nhờ cậy nhiều quá, hiểu không? Nếu mà nhờ cậy mà họ làm vui vẻ thì không sao, nhưng mà thấy mà kiểu không vui vẻ thì cũng tốt nhất là không nên nhờ, từ đầu không nên nhờ đi thì tốt hơn. Và cái thứ ba, cái này mới là cái quyết định là nhân viên có đi với bạn lâu dài hay không này, đó là bạn có đào tạo, có nâng cấp được cái kiến thức, cái kỹ năng cho nhân viên được mình hay không. Tức là hàng tuần, ví dụ như mình thì mình phải đào tạo nhân viên của mình, phải đào tạo cho họ kỹ năng bán hàng, rồi thì phải có những dược sĩ cứng hơn, rồi đào tạo chuyên môn cho họ, tức là phải tổ chức những cái buổi học như vậy về kiến thức và kỹ năng, phải được nâng cấp hàng tuần, hàng tháng. Nhưng mà sau khi mỗi buổi đào tạo thì mình và các cái chuyên gia là phải ngồi lại để test lại xem được là nhân viên có học không, rồi học có tiếp thu được gì không, rồi có hiểu được gì không, thì truyền đạt lại, feedback lại cho mình, phản hồi cho mình xem được là hiểu ở đến mức độ nào. Mình cho người ta kiến thức thì mình phải kiểm tra lại là họ có nhận được cái kiến thức của mình hay không, thì nó giống như việc chúng ta đi học thôi, nó vẫn là vậy. Ok, và cái điều thứ tư này, dù là cái nhà thuốc hay là cái doanh nghiệp hay cơ sở hay là công ty của các bạn, dù lớn dù nhỏ, dù ít nhân sự hay nhiều nhân sự, bạn vẫn phải tạo một cái môi trường làm sao cho nhân viên của mình gắn kết với nhau, chủ với nhân viên cũng gắn kết với nhau. Và thậm chí nhân viên chỉ có một nhân viên thì cũng phải tạo cái gắn kết giữa chủ và nhân viên là thứ nhất này. Ngoài ra phải cho nhân viên của mình đi giao lưu, gặp gỡ với những cái đồng môn ở trong cái nghề này chẳng hạn. Chỉ cần đơn giản như này thôi, nhà thuốc của bạn với nhà thuốc của mình tuần này cho nhân viên là hát karaoke với nhau đi, cho đi ăn đi nhậu với nhau đi, thì đơn giản chỉ như vậy thôi là cũng đã là nhân viên sẽ cảm thấy được cái môi trường này cũng đã vui vẻ lắm rồi. Rồi thì tại sao Thành nói cái điều số 4 này cũng quan trọng, là tại vì nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện của chính bản thân Thành, đó là Thành có một nhân viên như này. Nhân viên này làm việc với mình rất là lâu rồi, kỹ năng tốt, mọi thứ đều tốt, và mình giao cho bạn này quản lý cái cơ sở đó. Thì sau một thời gian ấy, bạn làm việc nhưng mà bạn đã chỉ ở chỗ một chỗ để làm việc thôi, thì bạn cảm thấy rất là stress, rất là căng thẳng, mệt mỏi. Mặc dù mức lương rất là cao nha, tháng phải trên 20 triệu, nhưng mà bạn lại cảm thấy là không có được đi đâu cả, không có được giao lưu, không có được học hỏi với ai nhiều cả, và bạn đã quyết định ra đi. Và sau khi mà bạn đó ra đi á, thì mình mới bảo một cái nhân viên ở một cái chi nhánh khác. Chi nhánh này á, thì khi nào cũng rôm rả, cũng vui vẻ cả. Thì mình bảo cái bạn nhân viên ở bên chi nhánh này qua cái chi nhánh cũ làm việc, thì bạn này bạn không đồng ý, mặc dù mức lương của cái bạn này chỉ có 10 triệu thôi, sang bên kia thu nhập cao hơn gấp đôi luôn, nhưng mà cũng không qua. Bạn bảo là sang bên kia buồn quá, chán quá, ở đây vui rồi, quen rồi. Thì cái môi trường làm việc nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình kinh doanh của chúng ta. Nên là các bạn cố gắng thường xuyên tương tác với nhân viên, thường xuyên nói chuyện giao lưu với họ, và thường xuyên là đưa họ đi kết nối, đi giao lưu với những người bên ngoài nữa. Khi đăng tin thì cũng nhớ là kèm theo những cái chính sách ưu đãi, như là đi du lịch, đi hay là thưởng, hay là tổ chức sinh nhật cho họ chẳng hạn. Thì những việc làm như vậy thì cũng sẽ khiến họ phải ở bên bạn lâu hơn. Thì vừa rồi là những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm mà mình đúc rút được trong quá trình mà mình làm việc. Nếu mà các bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến nhân viên, liên quan đến kinh doanh và marketing, thì có thể đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận để mình sẽ ra những cái video, những chủ đề để trả lời cho các bạn. Ok chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai sẽ có thằng khác làm thay bạn.